anh cái này nữa anh ạ. Còn cái gì nữa? Cái này. Con đại bàng. Để anh để. Ngoài đuôi, ngoài đuôi đấy, ngoài đuôi rồi đó. Giỏi thế, nhìn đúng là cá 7 triệu. Đấy cứ thế nhỉ? Im, im, đấy đuôi này im, xịp xuống đấy. À, mình chào tất cả các bạn nhé. Thì đấy, sau cái vụ mất chim và mình không tặng được anh quế chim thì hôm nay mình quyết định mình sẽ nên tặng anh quế một món quà bí mật các bạn ạ. Đấy, để lên thả vào AV của anh quế để phá tung AV của anh quế luôn, để xem phản ứng sẽ như nào nhé các bạn nhé. Anh Quế đang làm gì đấy? Ôi trời, lại vật nhau với chó à? Ôi con chó, cái con chó ghẻ ra nhìn đẹp thế nhỉ? Đấy. À, đến tầm giờ là nó không lên cân nữa, nó cứ giữ ở mức 15 cân suốt này. Nào. Thế nhỉ? Ê, giữ chứ đùa, nó còn dựng lông cái nên nhìn đẹp lắm. Con chó ghẻ bây giờ mà nhìn đẹp thế nhỉ? Đấy. Em lên đây định tặng bác cái này cái. Cái gì? Tặng cái này. Lấy điện cho anh bảo là cho anh cái đây anh. Cái gì nhỉ, cái cắt tắm này, cắt tắm của chuột à? May quá anh hôm nay đang định đi mua, cũng vừa hết xong của em. Chuột nó bay đi hết rồi, chết hết rồi hay là thịt à? Thì nó sống hay là sống? Nó sống, nó sống, nó đâu có quanh trong nhà không tìm thấy đâu. Sống trong nhà nên mèo nó cũng vồ. Không thì em không có mèo, mèo nó cũng vồ. Cái này sợ, phải sợ giúp đâu này. Này bùa bóng nó mất hơi, nó có mùi hơi thơm mà. Cảm ơn chú nhé. Mình tặng anh cái này nữa anh ạ. Còn cái gì nữa? Cái này con đại bàng. Để anh để. Mày có hôm nay anh đang định lên phố anh mua cái đấy. Này bác, cái bác này đây là chim ạ, bác phải vào trong AV bác thả không bỏ ra ngoài này. Có rõ nguồn gốc không đấy, không lại bệnh tật gì không? Hả? Chim chú đang nuôi à? Chim em đang nuôi mà. Nguồn gốc là tại nhà luôn. Nhưng mà sau này không nuôi mà lại tặng anh. Thì em có một con nhưng mà là chả muốn nuôi. Mang điện tặng anh. Để anh thả ba vi. Dùng đuôi này em bắt thì chả may cua tay thải là nó táo nó đuôi đây. Bác ngửa này. Không sao. Đấy. Để nó vào trong avi của anh thời gian nó đẹp ngay mà. Chim này là chim đang nuôi rồi. Em đang nuôi mà nó dạn mà. Ra đi, bầu trời mới đi em. Ra đi. Ôi. Không có nông đuôi nó không gái được đường mà. Con này của chú là trống mái. Nó được anh ạ. Không phải trống, chả phải mái, con này con được. Chả làm trống, chả bị mấy con nào, anh hỏi thăm giờ. Con này của em giữ phết đấy. Để nó đứng đây nó chưa dám chạy đâu. Nóng thở, trong này nóng quá. Cứ để trong này nóng này. Hồ bèn kín. Đấy, mi đã hỏi thăm rồi đấy. Phải mang cái hộp này lên không đánh vào nồng thì mẹ rơi cái này mất hút. Đây là anh có nhiều chim phết đấy nhỉ? Cũng bình thường mà, xưa mà. Căn bản là anh không thích mua chim, thôi anh mà mua thì thả thì mấy mà. Ê. Con kia của anh mà vè kìa. Vè mà. Ê. Nó sợ gì đâu. Con chim đấy là con chim vè níu của anh tốt phết đấy. Đây. Có hai con, một con thì hăng hơn. Con của em là sợ. Sợ. Ê. Sợ. Nhưng con đấy màu nó không được đẹp lắm nhỉ? Hay là nó đổi lông rồi thế nhỉ? Con của anh nhỉ? Ừ? Nó đang đổi lông đấy. Vừa rồi màu nó dày lắm mà. Màu này hơi đá lân đấy. Cái con này của em màu nó dày. Này, chưa rồi. Nó mới đang đổi lông nó rụng đấy. Màu nửa phết đấy. Thế hôm qua anh mang thả mấy con chim này đi nó có đi không?
sao lại về? Thực ra là nó không đi. Nó nhìn như con cuốc, nó bé nhìn như con cuốc này, nó không phải gì. Ghê phết đấy nhỉ. Mới đó em tưởng cuốc thôi. Bác trồng mấy cái đu đủ ở đây đỡ phải cho ăn kiểu này. Đu đủ anh trồng ngoài vườn đây ấy. Đây đu đủ đây là toàn của nhà cho ăn chứ. Anh phải mua đâu mà. Anh ở cái chỗ này anh trồng cây lộc vừng được đẹp. Cây lộc vừng. Trong này mua được cây to. Trong AV này anh trồng cây lộc vừng được. Lộc vừng anh thích nhưng mà có mua được cây to đâu. Phải mua được cây to thì toàn cây lộc vừng bé. Rồi, đây các bạn ơi, giờ xuống nhà anh Long nghe tin anh mới sắm con cá trọi. Không biết con cá trọi nó sẽ như nào nhỉ? Anh ơi! Này, gì ngồi như các cụ nhỉ? Nào, trong giờ chả mấy khi chuẩn bị vào các cụ đến nơi vẫn nữa. À, nghe tin anh mới sắm con cá trọi, không biết thì nó con đấy nó như gà trọi không anh? Ui, nó cá trọi đấy! Gà trọi gọi là một cụ. Ôi, nó là cụ của gà trọi. Ôi, con săn sát. Gà trọi người ta. Gà trọi đây. Gà trọi đây. Khác nhau hoàn toàn. Đây, 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 đây. Con săn sát đuôi cờ hay sao nhỉ? Đuôi cờ thế nào? Cá trọi. Này à? Ừ, thế mà em cứ tưởng là cá trọi nó là như con gà trọi. Nắm lúc ngồi buồn buồn đấy, này, đặt ra đây anh nhắm nó. Thế này này, nó có uống nước chè không anh? Không. Chè thì nhau, chỉ ăn nước nọc thôi, đây ngồi đây, ngồi đây. Này, này có hôm nay có cả mồi nữa này, đây, không có mồi nữa. Để sẵn hết đồ đây này, thuốc cho cá này. Ê, ê, đầy đủ hết. Thuốc. Quý hoa lắm đi mà. Đấy, đây à. Ừ. Anh em có tưởng nó săn sát cơ, nhìn đẹp thế nhỉ? Ủa, không được nói săn sát, mất giá trị của nó ra. Đấy. Cho... ăn đi em ơi, ăn đi, cho trọi đấy. Chơi phết nhỉ. Ấy à, ngồi uống nước mà vẫn chơi được cá cảnh. Ghê. Thế này thì làm gì cần phải làm bể cá coi anh nhỉ? Thật, làm một gian cá trọi đây, thích nắm con nào là dơ lên thế này thôi. Cầm dơ lên thế này. Này nó hăng lắm hả? Nghe tin là nó hăng lắm hả anh? Hăng như bò toát. Hăng như bò toát? Yeah. Anh có cho trọi với cái con trên này của em à? Anh đùa. Trọi này như mấy anh em bảo là trọi này chỉ với chơi với nhau thôi à. Kiểu như là cùng đẳng cấp à. Nhưng là người trọi người, cá trọi cá. Ừ đấy, nó kiểu dạng như thế. Đẹp thế nhỉ. Mùa hơi bị đắt đây. Con này bao tiền anh? 7,5 triệu đây. Cái gì? 7,5 triệu con này hả? Anh để ở tận đây này, thuốc bổ cho cá này. Đấy, kìa thuốc tiêu hóa cho cá này. Đấy giời. B1 tăng lực cho cá này. Đấy giời. Nếu mà thích còn có cả chè. Thế mà em nói hơi gở mồm tí nữa mà nó mà xấu số thì bác phải ngấp vào cái phình 20 lít rượu này mới phai được hết 7 triệu ra nhỉ. Có rượu để sẵn đây. Lúc nào nó thích uống rượu cho uống rượu, mà nếu mà nó đi thì ngâm rượu luôn. 7 triệu mà bỏ đi phí. Chả anh nhìn đây. Nói về tiền thì anh không thèm tính tiếp, quan trọng là mình thích. Thế à? Chán cho nhá. Nó đùa rồi, nói thật đi. Tôi đến đây cho anh em như tình cảm, chút cảm tình kết. 6,5. Ây à. Tưởng là tưởng chỗ anh em anh mua 7 triệu anh bán lại cho 7,5 triệu chỗ anh em anh nuôi uy tín. Thôi anh em tình cảm đấy, 6,5. Đẹp chưa đó, đang xòe đuôi ra đẹp chưa đó, nó chào khách mới đấy. Em bác nói thế cá nghe lời nhá, chú thì cá nghe lời luôn. Còn đâu bác à. Được chú tin anh bảo được nó không? Ngoài đuôi đấy, ngoài đuôi rồi đó. Giỏi thế nhỉ, đúng là cá 7 triệu. Đấy cứ thấy nhá, im đấy, đuôi này im xuống đấy, thấy chưa, ngoài đấy. Này em lấy đâu tiền, em định nghe tin bác con cá trọi, em cũng tính là em sắm con thì thoảng anh em mình chơi chọi cá với nhau. Mang đây chọi nhau. Không em tính đi mua bác, 7 triệu thì tiền đâu mà. Ừ. Thế thì nói thế này, thế là hai ta không cùng đẳng cấp rồi. Cùng làm sao được. Thấy à? Cái này bác phải làm tủ kính cho nó, không ấy. Chỉ cần thế này. Giờ trộm cắp nó nhiều. Chỉ cần thế thôi. Nó ngoan mất không, bọn nó về bọn nó ngâm làm thuốc. Đây này, anh nói chú anh giới thiệu với chú đây này.
đây này, đấy, anh cào một bức tượng, anh à, tạc, anh đả đấy. Thế là để trông đấy gì? Khá phết đấy nhỉ? Người người đấy, các bạn ạ. Cá trọi nhìn như cá săn sắt, dám lừa mình. Ê, chú cứ hỏi phát của chú xem là có phải cá này là cá béo tai không? Ây à, nào các bạn ơi, các bạn cho mình hỏi cái giống cá này là cá gì các bạn ạ? Anh Long bảo là cá trọi, mình nhìn thấy giống nó thấy giống cá săn sắt hơn. Việt Nam mình á gọi từ sung, tức là sung là gọi là cá trọi cho nó ngầu sợ cầu. Như bên Tây ấy, nó gọi là cá béo tai. Béo tai. Tiếng Anh đọc là cá beta. Nước ngoài gọi là béo tai này. Ừ đấy. Rồi đẹp đấy. Chứ như nếu bác mua 7 triệu thì em chả dám chơi rồi. Thường nếu không thì cùng đẳng cấp thì mang cá về đây. Nói chung là cũng có cá mà về đây để chọn nhau cho nó sướng. Sao em kì kìa. Nó còn trên line đi nhá. Thế có bằng con này ấy. Phải tầm 8 con này mới vừa mồm con trên line. Được rồi. Bác cứ để đấy tầm bổ cho thật khỏe mà. Như thế là cuộc sống cũng không cân sức. Em vừa lên tặng anh Quế con chim xong nghe tin anh của con là trọi bổ xuống ngay. Chưa. Nhiều người không tin. Mặt thực tế trong chú không tin. Cá này cá đắt tiền lắm. Không phải ai chơi được đâu. Rồi. Nhiều đại gia, như ở làng này nhiều đại gia. Nhưng mà chú có đi tìm cả làng này xem có ai có con cá như của anh không? Phải nhớ là như của anh á. Đấy. Cùng giống đấy nhưng mà không như được. Thế thì mình nói thôi à. Để bác cứ để im đây, để im ở chỗ này cho em. Để anh để im đây. Thuốc thang tầm bổ đi. Sao em về em kiếm con cá tre nên chọn em của bác. Ok, được, nhất trí nhá. Nhớ nhá. Rồi, ok. Không có tận hứa đâu anh sung lắm đấy. Rồi. Ok. À, thì các bạn ơi, mình đã đi về rồi nhá. Vừa nãy mang lên nhà anh Quế, tặng anh Quế xong thì có thấy bác Long con cá trọi đẹp quá thì mình lại tạt vào anh Long xem con cá trọi xem như nào. Nhưng mà nhìn như con săn sắt đi các bạn. Thì anh Quế có hỏi mình ở chim nuôi nuôi lâu rồi hay là đi bẫy được mà tặng anh. Thì thật sự các bạn là chim đấy mình cũng được một ông anh tặng mình. Và mình không nuôi nữa. Thì mình có mang lên tặng anh Quế chim mà mình cũng nuôi lâu rồi chứ không phải là mình bẫy nhá các bạn nhá. Thì vừa hôm kia có sổng mà mình mới bắt lại được thì mới lại mang lên tặng anh Quế được. Thì đấy, sổng mất một ngày xong mình bắt được thì hôm nay mình mới lại mang lên để tặng anh Quế. Và đặc biệt thì mình cũng không đi bẫy chim. Đấy, gọi là chim ở bên ngoài tự nhiên thì mình cũng không bẫy. Nếu mà có mình thích nuôi chim ấy, thì mình ra quán mình mua về thôi. Chứ mình cũng... Thì thôi, video của mình khả năng cũng phải kết thúc ở đây rồi. Chúc tất cả các bạn khi xem video luôn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của mình.